các tỉnh duyên hải miền Trung đang bắt đầu vào vụ mía mới. Để mùa mía mới cho năng suất cao, việc chăm bón, nhất là bón phân ở giai đoạn đầu cho cây mía, cần phải bảo đảm điều gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 21 tháng 4 năm 2024 với phần tư vấn chi tiết của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.